Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 2 tháng 5 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, một tipster người Trung Quốc mới đây đã tiết lộ thêm các thông số kỹ thuật và cản giá bán của chiếc smartphone Realme X ra mắt. Realme nhé, không phải là Redmi đâu. Realme cũng sẽ ra mắt một chiếc smartphone flagship được trang bị chip Snapdragon 855 tại Trung Quốc, cạnh tranh trực tiếp với đối thủ của họ là Redmi. Và đối thủ Redmi này hình như cũng có tên gọi là Redmi X. Và chiếc smartphone này sẽ được Realme đặt tên là Realme X Pro. Theo nguồn tin này thì chiếc Realme X Pro này sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855 cao cấp nhất hiện nay, cùng với tùy chọn là 6 hoặc 8GB RAM, dung lượng lưu trữ sẽ là 128GB. Nguồn tin cũng tiết lộ giá bán của Realme X Pro sẽ chỉ từ là $340 cho phiên bản 6GB và $386 cho phiên bản 8GB, trở thành chiếc smartphone trang bị con chip Snapdragon 855 có giá bán rẻ nhất trên thị trường. Và những hình ảnh rò rỉ của chiếc smartphone Realme X thì cũng đã tiết lộ thiết kế của chiếc smartphone này. Theo đó thì Realme X sẽ không có rãnh tai thỏ hoặc là water drop, thay vào đó là chúng ta sẽ có camera dạng pop-up. Và đối thủ chính của Realme X Pro là chiếc smartphone cao cấp của Redmi, cũng được trang bị con chip là Snapdragon 855. Và chiếc smartphone này hứa hẹn sẽ có giá bán rất cạnh tranh. Và Realme hiện thì vẫn chưa xác nhận ngày ra mắt của chiếc Realme X Pro tại Trung Quốc, và nhiều khả năng thì chiếc điện thoại này sẽ chính thức có mặt tại Trung Quốc vào tháng tới đây. Các bạn thân mến, Apple đi sau trong việc trang bị cảm biến vân tay tích hợp vào màn hình, nhưng có thể một lần nữa họ lại hoàn thiện công nghệ này. Bằng chứng thông qua một bằng sáng chế công nghệ Touch ID mới đây thì tiêu đề của bằng sáng chế này là phương pháp sinh trắc học nhận diện hình ảnh đầu vào. Mô tả của bằng sáng chế cho thấy Apple sẽ sử dụng sóng âm cộng hưởng từ phát ra từ màn hình để lập bản đồ 3D dấu vân tay của người dùng. Theo đó thì khi ngón tay của người dùng đặt trên màn hình sẽ tạo ra các tín hiệu điện tử và ngay lập tức được chuyển đổi thành năng lượng cơ học thông qua đầu dò âm thanh acoustic transducer, và cơ chế này được thực hiện theo chiều ngược lại, năng lượng cơ học đến tín hiệu điện tử, sau đó thì các tín hiệu này sẽ được sắp xếp và xây dựng lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh của dấu vân tay người dùng để hệ thống có thể tiến hành xác nhận và mở khóa nếu trùng khớp. Điểm vượt trội của công nghệ này là cho phép người dùng đặt ngón tay lên bất kỳ vị trí nào trên màn hình, chứ không phải là mò mẫm như ở thời điểm hiện tại nữa. Riêng khoản này về lý thuyết thì nó có thể là đã vượt lên trên cả cảm biến vân tay cho màn hình của các mẫu flagship hiện nay rồi. Chưa hết là bằng sáng chế công nghệ của Apple còn có thể sử dụng sóng âm để lập bản đồ lòng bàn tay, lỗ tai, gò má và khuôn mặt của người dùng, giống như Face ID nhưng không cần đến camera to depth giống như trên iPhone X. Bên cạnh đó thì nó còn có thể theo dõi được các dấu hiệu như là nhịp tim và nhịp thở. Sự kết hợp với Face ID hiện tại và công nghệ mới này chắc chắn sẽ rất tuyệt vời trên thế hệ những chiếc iPhone tiếp theo. Các bạn thân mến, chỉ ít ngày sau khi có thông tin là Huawei đang thử nghiệm smartphone với camera selfie pop-up, mới đây thì nhóm kinh doanh và tiêu dùng của Huawei tại Việt Nam đã xác nhận sản phẩm sẽ ra mắt chính thức tại Việt Nam vào tháng 6 tới đây với tên gọi là i9 Prime 2019. Thế hệ kế tiếp của phiên bản bán chạy là i9 2019. Thì model i9 Prime 2019 này sử dụng thiết kế khá bắt mắt, và điểm nhấn của sản phẩm này là tập trung ở màn hình trước với màn hình không giò xương hay là tai thỏ. Và màn hình của i9 Prime sẽ có kích thước lên tới là 6,59 inch, viền siêu mỏng cho tỷ lệ hiển thị lên tới là 91%. Ngoài không gian chất lượng hiển thị của máy cũng hứa hẹn khi sở hữu độ phân giải là Full HD 2340x1080px, giải màu rộng 85%. Mặt sau thì i9 Prime 2019 có bộ 3 camera là 16, 8 và 2 megapixel, với camera chính độ phân giải là 16 megapixel và độ là f1.8. Đồng thời thì độ mở lớn giúp tăng ánh sáng và ứng kính. Điện thoại này thì cũng được trang bị chế độ quay phim ban đêm và quay chậm slow motion 480fps. Huawei i9 Prime 2019 là một trong số ít các thiết bị giá rẻ có tính năng chụp góc rộng ấn tượng, với ống kính là 8 megapixel cho góc nhìn ngang lên tới là 120 độ. Và để sở hữu thiết kế hoàn toàn màn hình này thì i9 Prime 2019 áp dụng phương thức camera pop-up thỏ thụt cho camera trước. Huawei hé lộ là hãng sử dụng thiết kế động cơ hoàn toàn mới, cho phép camera trượt lên chỉ 1 giây sau khi khởi động tính năng. Camera thỏ thụt của i9 Prime 2019 đã trải qua quá trình thử nghiệm độ bền nghiêm ngặt để đảm bảo hoàn thành tác vụ hơn 100.000 lần. Nó cũng chịu được sức ép của vật nặng hơn 15kg. Và model này được trang bị chip Kirin 710F, chip 8 nhân được xây dựng trên tiến trình 12 nanomet, pin dung lượng lớn là 4000mAh và hệ điều hành EMUI 9.0. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.